Chào mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho người một cái chương trình khuyến mãi cực kỳ hấp dẫn đối với cái con máy khoan đục 3 chức năng của hãng Inco này. Thì anh em lưu ý ha, cái con khoan đục 3 chức năng này nó sẽ không có cái đầu chuyển nha. Nó chỉ có một cái đầu gài SDS duy nhất thôi, không có cái đầu chuyển từ cái SDS sang cái măng ranh. Anh em lưu ý, những anh em nào mua những cái máy khoan chỉ chuyên khoan đục thôi thì ok đầu tư cái con này nha, khoan đầu SDS, đầu tư con này giá cực kỳ tốt luôn. Hiện tại bên cửa hàng mình đang shop cái con này, giá hiện tại bây giờ chỉ còn có 970.000 nha anh em. 970.000, chương trình này khuyến mãi là không áp dụng chương trình giảm giá 5% nha. 970.000 cho cái con này nha, giá khá là mềm cho thời điểm hiện tại luôn. Anh em đang có nhu cầu mẫu sản phẩm của hãng Inco thì các hàng lấy. Đây là cái dòng máy khoan đục 3 chức năng, dùng công suất là 800W, dòng điện 220 24 56 hạt, tốc độ quay của nó là 0 đến 1200 vòng phút, có lực búa nó từ 0 đến 5300 ppm, khoan gỗ được 30mm ha, khoan bê tông được 26mm, khoan sắt được 13mm, có chế độ đảo chiều trái phải. Ba chức năng khoan búa và búa ha. Trong cái phụ kiện nó gồm có 5 cái accessory ha, là một mũi đục nhọn, một mũi đục dẹp, 3 cái mũi khoan nha anh em, 3 cái mũi khoan đó. Thì bây giờ mình sẽ khui cho anh em, hàng là mới 100% nha. Đó, mình sẽ khui cho anh em xem coi nó đẹp như thế nào ha, mà chỉ có 970.000 thôi. Ok, wow, đẹp quá trời luôn ha. Tranh thủ nha anh em, số lượng rất có giới hạn. Thông thường những cái máy mà mình đem khuyến mãi thì số lượng có giới hạn lắm. Anh em nào mua thì tranh thủ ha, còn chần chừ thì hên xui ha. Đó, thì phụ kiện nó gồm gì? Một cái tay nè, ba cái mũi khoan, hai cái mũi đục trên đây có sẵn rồi ha. Và một cái máy rất là đẹp luôn nha. Đây, máy rất là đẹp luôn. Máy này thì nó y chang cái con mà có đầu chuyển luôn, nhưng mà cái dòng này dòng không có đầu chuyển nha. Tại vì cái dòng này sản xuất ra thì nó không có đầu chuyển. Một cái chỗ thang dự phòng anh em ha. Đó, anh em xem cái hàng rất là đẹp nè. Đó, chỉ có 970.000 thôi anh em ơi, nhanh thay tranh thủ qua lấy nha. Đó, số lượng không có nhiều đâu. Hàng rất là đẹp, mới 100% nha, hàng khui thùng. Ha, đầu gài SDS rất là đẹp luôn nha, cực kỳ đã luôn ha. Đó, chỉ riêng cái dòng này thôi nha anh em, cái dòng này thôi. Tại mình thì sell up cho anh em cái dòng này ha. Đó, còn những cái dòng máy khác thì ok giảm cho anh em 5%, riêng cái dòng này thì cái giá cố định như vậy luôn anh em ha. Thì 970.000 cho con máy này khoan 3 chức năng, giá này chưa còn phí ship nha. Anh em ở tỉnh thì vô đồng cộng thêm tiền ship hàng vô dùm ha. Mình sẽ cắm điện cho anh em xem về cái máy hoạt động như thế nào. Rồi, khoan đục khoan ha, đảo chiều trái phải. Anh em cầm hai ngón tay nè, gạt lên gạt xuống ha. Cầm hai ngón gạt nó nhẹ lắm, cầm một ngón gì gạt nó rất là nặng nha. Cầm hai ngón như thế này, để một bên đây gạt lên gạt xuống nè. À, đây đó, rất là nhẹ luôn đó. Chức năng khoan búa, chức năng búa ha. Đó, thì đối với những con này anh em nào làm công trình khoan đục ha, đục thì chỉ chức năng phụ nha, nó không có chuyên đục nên nó làm để bầm nhỏ thì được đó, hoặc bất quá thì bí thế lắm, chúng ta đem ra chúng ta xử thì được, chứ anh em mà để đi chuyên đục con này nó không có chuyên đâu nha. Đó nè, lực đập rất là mạnh anh em ha. Thì nói chung trong tầm giá này rất là ok, tất nhiên nó sẽ không thể nào so bằng với con Tenlay được ha. Con này thì chỉ có khoảng 2,5G thôi, lực đập có 2,5G thôi, còn con Tenlay nó tới 3,4G lần nha, nó mắc hơn, nó cao hơn rất là nhiều luôn. Thì con này thì chức năng chỉ vậy thôi nha anh em. Đó, anh em cần một cái con máy mà để khoan bê tông dân dụng ha, gia đình sẽ được ha, dân dụng ok. Anh em làm trên những cái điện lạnh gì đó, cần khoan gì đó ok, cứ đầu tư. Em nói giá rất là mềm luôn, có 970.000 thôi ha, chưa bao giờ tốt như vậy nha anh em. Thì mình đã nói là những cái chương trình shop này số lượng không có nhiều, anh em đang có nhu cầu thì qua cửa hàng lấy nha. Anh em có nhu cầu thì qua cửa hàng lấy, số lượng không có nhiều.
Rồi, ok ha. Máy mới 100%, hàng rất là đẹp, cái gì cũng đó, khui thùng hết ha, rất là đẹp, chuẩn. Ha, hàng Inco làm rất là sắc sảo luôn nha anh em. Đó, rất là sắc sảo luôn. Cái mã là RGH9018 nha. RGH9018. Đây là cái mã không có cái đầu chuyển này, mình nói rất rõ anh em ha, không có đầu chuyển. Rồi lưu ý, anh em mua hàng lưu ý giùm nha, không có đầu chuyển. 970.000 cho con này thôi, giá quá trời đẹp luôn. Số lượng có giới hạn nha, anh em có nhu cầu thì mua tranh thủ, chứ để nó hết hàng rồi thì anh em quay lại mua thì rất là tiếc ha. Còn không thì anh em cứ mua cái con kia 1 triệu, à, cái con kia thì tới 1 triệu mấy lần anh em ha, cái con nó có điều kiện tới 1 triệu mấy lần. Rồi, hàng chính hãng Inco á, bảo hành 6 tháng cho anh em. Đó, bảo hành 6 tháng. Rất là đẹp, rất là mới luôn. Ok anh em. Anh em đang có nhu cầu thì tranh thủ liên hệ ha, để mua hàng giảm giá, à, giá bảo đảm tốt nhất lắm rồi ha, tốt lắm rồi. 970.000. Anh em nhu cầu liên hệ số thoại bên dưới hoặc các hàng lấy. Cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại.